pin alkaline 1.5V của hãng Vinit với mã sản phẩm Vinit L626F hay còn gọi là pin LR66AG4. Đây là dòng sản phẩm pin alkaline không sạc 1.5V dùng để thay pin đồng hồ, thiết bị điện tử. Pin này được đóng gói một vỉ 10 viên như tay tôi đang cầm và một hộp gồm 20 vỉ, có nghĩa là một hộp 200 viên. Hạn sử dụng được nhà máy in phía sau vỉ pin. Lưu ý đây là viên pin alkaline không phải pin silver oxide bạc. Điện thế 1.5V. Chúng tôi có bán lẻ từng viên hoặc giá giảm cho khách mua theo vỉ, theo hộp. Vui lòng gọi số 0909 911 096 0903 352 340, truy cập website pinnuinguon.vn hoặc pinnuinguon.com. Xin cảm ơn.